Kính chào cô chú anh chị, bên mình thì còn một số các cái bình mật ong đá mà nguyên sáp mà chưa có vắt, thì ví dụ như cô chú anh chị nào mà muốn chúng ta về chúng ta tự vắt thì có thể tham khảo lấy một số cái bình như thế này. Cái bình này thì bên mình đã đóng sẵn rồi, có những bình 2 cân, ví dụ như bình này 2 cân, bình này nó sẽ rơi khoảng 5 6 cân, khoảng khoảng đó nha. Thì cái bình mà nguyên sáp thì cô chú anh chị về chúng ta sẽ tự tay vắt. Là những cô chú anh chị nào mà chúng ta không có yên tâm rằng là cái mật nào bên mình vắt sẵn rồi mà nó không đảm bảo, nghĩa là mọi người cảm thấy không yên tâm đấy, thì chúng ta sẽ lấy loại cả sáp để về chúng ta tự vắt. Còn những cô chú anh chị nào tin tưởng thì có thể, mà chúng ta không có thời gian để vắt thì chúng ta có thể tham khảo, chúng ta lấy cái loại mà mật đã vắt sẵn như thế này rồi. Mỗi một loại, mỗi một chai như thế này là bên mình đóng 1 lít. Thế và mật ong đá rừng thì đương nhiên là bao giờ nó cũng sẽ đặc hơn so với mật ong khoái nha. Tất nhiên nó sẽ không đặc bằng mật ong nuôi đâu, nhưng mà mật ong đá này là thuộc dạng mật ong đặc nhất so với các loại mật khác ở rừng rồi. Thế và cái mật này thì đa số mọi người về sẽ sử dụng, một là pha nước uống và hai nữa là mọi người có thể ngâm các cái loại dược liệu, ví dụ như hoa đu đủ hay là ngâm đông trùng hạ thảo, thì mọi người sử dụng cái mật ong đá này là nhiều nhất. Tại vì cái tính chất của nó đặc, phù hợp với các cái loại dược liệu khi mà chúng ta muốn ngâm với mật ong. Thế và giá thành là 350.000 đồng cho 1 lít mật ong đá rừng như thế này. Cái tính chất của cái con ong đá đấy thì nó sẽ nằm ở trong hốc cây, hốc đất và hốc đá. Cái con ong nó nhỏ, hút được lượng mật nó ít, lượng mật nó ít và cái mật thì nó lại đặc. Đó, mật nó giống như này, cực kỳ thơm và cái độ ngọt của nó ngọt thanh chứ không phải ngọt sắc nha, không giống như cái mật nuôi đâu. Mật quấy, mật ong đá này rất là thơm và rất là ngon. Mật ong quái cũng thơm nhưng mà quái thì thường nó sẽ màu vàng. Còn đây là cái mà ví dụ bên mình sẽ cắt những cái tổ ra. Cái này thì nó cắt ra nó không đẹp giống như là mật ở cái sáp của ong nuôi được đâu, mà sáp nó sẽ to nhỏ bất kỳ tùy theo. Đó. Thì cái mật nó cũng khá là đặc, về mọi người tự vắt. Ở đây là những cái con ong mà ong rừng tự nhiên nó đi theo tổ đấy, thì nó bắt thì nó lẫn vào đây, thì nó sẽ có ở những cái tổ như này, gần như cái bình nào nó cũng có con ong vậy. Đây, như cái bình này cũng có, đây, cái bình này cũng có con ong. Cái ong này thì cái tính chất của nó bằng một nửa so với con ong nuôi nha, nó to bằng nửa thôi, nó khá là nhỏ. Đấy. Con ong nuôi, con ong ý đấy, thì nó sẽ lớn hơn. Và cái mật, cái ong mà nguyên sáp như thế này thì bên mình đang bán 200.000 đồng cho 1 kg, và cái mật ong mà vắt sẵn như thế này thì là 350 một lít. Thì ví dụ như là nó tùy theo cái nhu cầu mà cô chú anh chị cần dùng đấy, ai mà tin tưởng mà chúng ta cần lấy dùng luôn thì chúng ta lấy loại vắt sẵn, còn cái loại mà nguyên sáp như thế này thì về mọi người tự vắt. Lấy về là nhớ chúng ta cũng cố gắng là chúng ta vắt sớm, vắt luôn. Đây, mọi người có thể thấy mật cực kỳ ngon. Bên mình sẽ đóng rất là kỹ để gửi tới cô chú anh chị. Đó. Sẽ làm một cái lớp ni lông trên này. Tất nhiên các bình sẽ gửi những cái bình như thế này, nhựa để nó không bị vỡ. Thế và được bọc một cái lớp chú bóng như thế này và quấn lại. Bên mình sẽ quấn xốp lổ và các thứ nữa. Đó. Thì ví dụ như cô chú anh chị nào mà có nhu cầu về mật ong rừng tự nhiên và mật ở Điện Biên, mật ong rừng ở Tây Bắc, thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở đây 0974010585 hoặc là 0909010585. Hai số mình đều có Zalo và có cả Facebook. Đó. Thì ví dụ như cô chú anh chị cần để uống nước, hãm nước uống, đơn giản là hãm nước uống, hay là chúng ta ngâm các loại dược liệu, hay là chúng ta làm bất kỳ với cái gì mà cần đến mật ong, mà muốn mật ong rừng nguyên chất 100% thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt trên màn hình. Bên mình thì bán hàng đặt chữ tín lên làm đầu, và mình khẳng định là chắc chắn rằng là cái mật ong này là mật ong rừng 100% nha. Còn cái mật ong nuôi của bên mình đó thì là sẽ là 200.000 đồng cho 1 lít, và cái tính chất mật nó cũng sẽ đặc hơn so với mật ong rừng. Mật ong này thì bên mình sẽ tích trữ trong mùa từ tháng 3 cho tới tháng 6, thế và để bán cả năm chứ không có cái chuyện là mùa nào cũng có đâu, tại vì cái mật ong rừng nó có theo mùa. Đó. Thì hiện tại bây giờ là cũng đã hết mùa rồi, và cái lượng sáp như thế này thì nó sẽ không còn nhiều, mà chủ yếu mật vắt sẵn thì bên mình sẽ vắt nhiều hơn và để tích trữ bán cả năm luôn.
mặt còn nguyên sáp như thế này á thì là đâu đó cũng chỉ còn vài chục ký thôi, bán cũng nhanh, cũng sắp hết rồi. Đó, thì ví dụ cô chú anh chị có nhu cầu về mật ong rừng thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại trên màn hình. Mật ong khoái cũng 350 một lít, còn mật ong đá là cũng 350 một lít luôn. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.